Chúng tôi là Duy Linh và Phương Thảo, rất hân hạnh được có cơ hội ngày hôm nay để chào đón quý vị. Và chúng tôi cũng rất hân hạnh được điều khiển chương trình ngày hôm nay cho VietFest Beauty Pageant 2013. Chúng tôi có các thí sinh rất là đẹp và là thông minh và duyên dáng. Họ là những người có kỹ năng cao ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và trong ngày hôm nay, nếu chúng tôi có gì sơ sót thì xin quý vị niềm tin bỏ qua cho. The Vietnamese Miss VietFest 2013 will be determined by 5 categories, which will determine 20% of the final score. Number 1, evening gown. 2, Vietnamese proverb. 3, áo dài walk. Number 4, top 10 Q&A. And 5, top 5 Q&A. And at this time, with all due pleasure, let's start the show. Contestant number 1, Anh Vi Ngọc Nguyễn. She is currently a student at Virginia Commonwealth University, majoring in chemistry. She's a singer for Asia Entertainment. Cô ấy là sinh viên của trường đại học VCU, chuyên ngành hóa học. Cô ấy là ca sĩ cho Trung tâm Asia. She works as a federal contractor. She's allergic to alcohol and all kinds of alcohol. But lucky for her friends, she makes a great designated driver. Cô ấy là một nhà thầu liên bang. Cô ấy chỉ ăn với tất cả các loại bia rượu, nhưng luôn sẵn sàng làm người lái xe. Contestant number 3, Lissy Văn Thư Nguyễn. She's currently a student at University of Virginia, majoring in electrical engineering. She painted 3 murals on the entire wall of her house and is a published poet in several literary magazines. Cô ấy là sinh viên trường đại học UVA, chuyên ngành kỹ sư điện. Cô ấy rất vẽ tranh, thích vẽ tranh trong nhà của bà ta, cô ta và có nhiều bài thơ được đăng trên những tạp chí văn học. Contestant number 4, Vivian Hai Linh Nguyen. She's currently a student at Virginia Commonwealth University, majoring in biochemistry. She used to walk along couches and jump off them when she was Pocahontas, jumping off the waterfall. Cô ấy là sinh viên trường VCU, chuyên ngành hóa học sinh. Cô ấy thích nhảy qua những băng ghế và tưởng tượng mình là Pocahontas nhảy qua thác nước. Contestant number 5, Hang Minh Nguyen. She's currently a student at University of Southern Mississippi, majoring in finance. She enjoys plucking people's gray hair. Cô ấy là sinh viên trường đại học USM, chuyên ngành tài chính. Cô ấy có sở thích vuốt tóc bạc. Contestant number 6, Cindy Lang. She's currently a student at Northern Virginia Community College, majoring in general education. She was told that she is a cartoon character. Maybe that's why she loves filming, directing, and acting out videos. Cô ấy là sinh viên trường Nova, chuyên ngành tổng hợp. Bạn bè nói cô ấy giống như nhân vật hoạt hình. Chắc là vì vậy mà cô ta thích hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Contestant number 7, Jade Phuong Dunn. She's currently a student at Northern Virginia Community College, majoring in finance and international business. She believes that one day turtles will grow wings and they will soar into the sky. Cô ấy là sinh viên trường đại học Nova, chuyên ngành tài chính và ngoại thương.
Cô tin rằng một ngày nào đó, rùa sẽ mọc cánh và sẽ bay lên trên trời. Contestant number 8, Jump Unwin. She's currently a student at Montgomery College, majoring in OBGYN. She has 22 áo dài in her personal collection. Cô ấy là sinh viên trường Montgomery College, chuyên ngành Y tá sản phụ khoa. Cô ấy có hơn 22 bộ áo dài. Contestant number 9, Khan Kani Ngọc Ngô. She's currently a student at Virginia Commonwealth University, majoring in business marketing. She knows four languages, one of them being sign language because her mother is deaf. Cô ấy là sinh viên trường VCU chuyên ngành marketing. Cô ấy biết 4 thứ tiếng, một trong số đó là ngôn ngữ bằng tay vì mẹ cô không may bị điếc. Contestant number 10, Thien Chan Vu. She's currently a student at Virginia Commonwealth University, majoring in biology and pre-med. She's passionate in the medical field and decided to graduate a year early to pursue her dream in becoming a family doctor. Cô ấy là sinh viên trường VCU chuyên ngành sinh học và y khoa dự bị. Với niềm đam mê y học, cô đã quyết định tốt nghiệp trung học một năm sớm hơn để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ. Contestant number 11, Ngọc Như Phạm. She is a doctorate student in toxicology at Virginia Tech. She loves insects and even has an insect collection. Cô ấy là sinh viên hệ thạc sĩ ở Virginia Tech chuyên ngành độc chất học. Cô ấy rất yêu côn trùng và có một bộ sưu tập sâu bọ. Contestant number 12, Aiden Unwin. She's currently a student at Northern Virginia Community College, majoring in fine art. She enjoys analyzing a stranger's handwriting to gain insights of their personality before deciding to become friends with them. Cô ấy là sinh viên trường Nova, chuyên ngành mỹ thuật. Cô ấy tính đoán tính cách qua chữ viết của người khác để xem có nên làm bạn hay không. Development. She loves playing lacrosse and aspires to become a pediatric occupational therapist. Cô ấy là sinh viên trường Đại học Virginia Tech, có chuyên ngành phát triển con người. Môn thể thao ưa thích của cô là lacrosse. Cô mơ ước trở thành một bác sĩ nhi đồng. Contestant number 14, Jennifer An Kim Nguyen. She's currently freelancing in a number of creative fields. It's not a fact, but rather the result of observation and general consensus that she looks like Angelina Jolie. Cô ấy làm việc tự do trong những lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Bạn bè cho rằng cô ấy giống như Angelina Jolie. So shine. Contestant number 15, Michelle Vu Han Nguyen. She's currently a student at University of Maryland, Baltimore County, majoring in Business Information Systems. She would like to learn American Sign Language to counsel children who are hearing impaired. Cô ấy hiện là sinh viên trường University of Maryland, Baltimore County, chuyên ngành công nghệ kinh doanh. Cô ấy muốn học ngôn ngữ bằng tay để có thể giúp trẻ em bị khiếm thính. Contestant
gentlemen, please give it up for our 15th contestant for Miss VidFest 2013. Aren't these beautiful? Aren't these ladies beautiful? Please give them another round of applause. Gentlemen, if you look up, there is a helicopter. So as it comes to your section, please wave so you'll be live on, apparently I heard, CNN. All right, ladies, thank you so much. Next up is Vietnamese proverb section. And this aspect of the competition, we ask each contestant to choose her favorite Vietnamese proverb and explain why that particular proverb is meaningful to her. And the purpose of this is to encourage conversations about Vietnamese culture and history among the contestants. Thảo biết gì không? No, Thảo không biết. Trong nguyên cả các beauty pageant, chỉ có cái Miss VietFest là cái pageant mà có Vietnamese proverb. Quý vị cũng đã biết những cái ca dao tục người Việt Nam rất là gắn liền đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta có cơ hội được từ các thí sinh là tại sao các câu ca dao tục ngữ này nó rất là quan trọng đối với những người Việt chúng ta, nhất là những người Việt tha hương. I'm very excited to learn some of the proverbs myself. So judges, please vote for each contestant on how well she understands and explains the proverb. Please listen for a meaningful and insightful answer and ask yourself if each contestant is able to capture your attention with her words and whether or not she exhibits confidence. Ladies and gentlemen, with great honor, we will get ready for the second round, the Vietnamese proverb. Contestant number one, An Vi Ngọc Nguyễn. Em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý tất cả quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo. Em tên là An Vi Ngọc Nguyễn và em là thí sinh số 1 trong ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, I would like to extend a gracious welcome and hello as well as to the judges. My name is Vi Nguyễn and I am contestant number 1. Là người Việt Nam có lẽ không ai không biết đến câu tục ngữ lá lành đùm lá rách, có ý khuyên bảo chúng ta dù sống nơi đâu cũng phải có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương và giúp đỡ những người bất hạnh, nghèo khổ kém may mắn hơn mình. Ví dụ trong những năm qua em được tham gia chương trình hội mái ấm hoa hồng của các quý sơ dòng Đa Minh cũng như là hội bác ái Francisco giúp được các trẻ em nghèo mồ côi. Và đối với em, cuộc sống thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết chia sẻ, quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh ta. Và đó cũng là lý do mà em đã chọn câu tục ngữ lá lành đùm lá rách. Xin cảm ơn. My proverb to me means that no matter where you are in life, you must always have compassion in your hearts to be able to love and care for those who are less fortunate. For example, just recently I helped raise money for One Body Village, an organization who helps to fight and prevent trafficking for women and children in sex slavery. To me, no matter what you do in life, you must always give out a portion of your time to help those who are in need. Thank you very much. Contestant number 2, Như Quỳnh Việt Trần. Kính thưa quý vị và ban giám khảo, em tên là Trần Việt Như Quỳnh, em là thí sinh thứ hai. Câu kia của em hôm nay là cha mặn, con khát nước. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Trần Việt Như Quỳnh. I'm contestant number 2, and my proverb is father eats salt and the child is thirsty. I chose this proverb because it expresses how the things we do today will affect what our children will inherit in the future. So we have to try our best to leave them with in the best of hands, whether it's our economy or our environment. We have to strive for the best today so that future generations can have the best tomorrow. Thank you very much. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị. And we MCs have the privilege of translating that into Vietnamese. Câu thành ngữ ấy nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta làm ngày hôm nay ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ tương lai.
chúng ta phải cẩn trọng sử dụng và giữ gìn tài nguyên môi trường thiên nhiên cho con cháu sau này. Thank you. Contestant number 3, Lizzie Vân Thi Nguyễn. Em xin kính chào và chúc sức khỏe quý vị và ban giám khảo. Em tên là Lizzie Vân Thi Nguyễn. Em là thí sinh số 3. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges. My name is Lizzie Vân Thi Nguyễn. One insightful proverb that I feel is relevant to both myself and to many Vietnamese Americans is uống nước nhớ nguồn. This means when drinking water, remember its source. I feel we are blessed to have families who sacrifice so much to pursue freedom in this country. In this sense, we, nurtured by our families, are like water that has left its source. And to show our gratitude, I urge everyone to appreciate the values and culture of our own origin, which is Vietnam. Bây giờ em xin nói về uống nước nhớ nguồn bằng tiếng Việt. Em tin rằng chúng ta vô cùng may mắn khi được có gia đình đã hy sinh rất nhiều để tìm đến được đất nước tự do này. Trong ý nghĩa này, chúng ta được nuôi dưỡng bởi sức mạnh và quyết tâm của gia đình, là giống như nước đã để lại nguồn gốc của nó. Và để tỏ lòng biết ơn, em xin kêu gọi mọi người hãy tìm hiểu và học hỏi thêm về văn hóa của nguồn gốc của mình. Em xin cảm ơn. Contestant number 4, Vivian Hải Linh Bùi. Em xin kính chào tất cả các quý vị và ban giám khảo. Em tên là Vivian Bùi và em là thí sinh số 4. Câu dao tục nữ của em là bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges. My name is Vivian Bui, and I am contestant number 4. My proverb is, bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. I chose this proverb because the calabash and the winter melon are two distinctively different species, yet their scientific classification shows that they share more similar in rank than different. They are even alike down to the way they are cultivated. Both are vines that utilize trellises. The proverb is an analogy to all humankind. Although we are all different, we are all essentially human beings. As human beings, we should empower each other through positive influences. I believe that positive empowerment depends on how much a man can do for someone who can do nothing for him. Thank you. And in translation, Cô ấy chọn this particular proverb because cho cô ấy bầu và bí là hình ảnh ẩn dụ cho những người trong chúng ta, dù những cá thể khác nhau nhưng đều là một phần của nhân loại. Là con người với nhau, chúng ta phải tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần cho đi mà không cần nhận lại. Thank you, Vivian. Contestant number 5, Hàn Minh Nguyễn. Em xin kính chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Em tên là Hằng Minh Nguyễn và em là thí sinh số 5 của cuộc thi Miss VietFest. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges. My name is Hằng Minh Nguyễn and I am the contestant number 5. Câu ca dao tục ngữ em xin chọn ngày hôm nay là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Như dạo gần đây có rất nhiều cơn thiên tai lũ lụt xảy ra ở Việt Nam. Và chúng ta, cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng ăn không ngon, ngủ không yên, luôn cố gắng quyên góp, hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất hướng về quê nhà. The proverb that I choose today is, if one horse is sick, the other horses do not eat. There are many disasters and flooding happening in Vietnam lately. We are the Vietnamese community in America. Always try our best to help, supply and support food, money and medicine to people back home. Thank you very much. Em xin cảm ơn. Contestant number 6, Cindy Lay. Em xin chào quý vị các cả và ban giám khảo. Em tên là Cindy Lee. Số của em là số 6. Câu cô giao của em là càng đông càng vui.
Hello everybody, my name is Cindy Lay. My contestant number is number 6. My Vietnamese proverb is the more the merrier. The reason I chose this proverb is because to me, having my friends around helped the feelings feel so much happier. I love spending my experiences with plenty of people, and I'm always open to having new friends to join in. Not only does this proverb relate to people, but objects. Materialistic items can be very sentimental to everyone. They can be passed down from grandparents to the younger generation. It's like having joy without a cause. Thank you. Contestant number 7, Jade Phuong Trần. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges. My name is Jade Phuong Trần, and I'm contestant number 7 of Miss Big Bus 2013. Em xin kính chào quý vị khán giả và ban giám khảo. Em tên là Jade Phuong Trần, em là thí sinh số 7. Và câu ca dao em chọn cho em là gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh dài thức đủ năm canh. Em chọn câu thành ngữ này vì nó gợi đến những kỷ niệm lúc em còn nhỏ với mẹ. Lúc em còn nhỏ và đến bây giờ em thường hay bị bệnh, nên mẹ luôn luôn ở bên cạnh em chăm sóc và thức sâu đêm để chăm sóc cho em. Nhân dịp lễ Vu Lan, em xin cảm ơn đến tất cả người mẹ, đặc biệt là mẹ của con. Mẹ luôn ở bên con và chăm sóc cho con. Không có một lời nào than phiền, con rất hân hạnh và vui mừng. Và mẹ là mẹ của con cảm ơn mẹ. In English. The reason I picked this proverb is because it reminds me a lot of my mom. She was always there for me, taking care of me. Ever since I was little, I was sick often, and she stays up all night after night to take care of me. And in Lễ Vu Lan, I like to say thank you to all the mothers, especially to my mom because she's always there for me, taking care of me. I'm very proud and honored to have you as my mom. Thank you, Mom. Em xin hết ạ. Contestant number 8, Trâm Anh Nguyễn. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Trâm Anh Nguyễn, and I'm contestant number 8. Em xin kính chào quý vị khán giả, em xin kính chào ban giám khảo. Câu tục ngữ mà em chọn cho ngày hôm nay là cái nết đánh chết cái đẹp. Vẻ đẹp được nói đến ở đây là vẻ đẹp hình thức bên ngoài của con người, là một khuôn mặt đẹp, là một vóc dáng đẹp. Còn cái nết được nói ở đây là cái tính cách và phẩm hạnh bên trong của con người. Từ khi biết nhận thức, em đã rất thích câu nói này và thầm nghĩ đây sẽ là một phương cách sống cho em. Và vì thế, ngoài việc chăm sóc cho vẻ đẹp bên ngoài của mình, em luôn luôn sống làm sao để có được phẩm hạnh và đạo đức tốt. Để phẩm hạnh và để cái nét và cái đẹp luôn luôn hình thành và phát triển song song trong con người của em. Nếu như ta có được vẻ đẹp bên ngoài nhưng ta không có được cái phẩm chất bên trong thì cái đẹp cũng trở nên vô nghĩa theo thời gian. Nhưng nếu ta đã có sẵn được những phẩm chất và đức hạnh bên trong thì cái đẹp cũng trở nên rất là dễ dàng, bởi vì em tin rằng không có một người phụ nữ nào là xấu cả. Em xin hết. Contestant number 9, Khanh Connie Ngọc Ngô. Em xin chào các vị và ban giám khảo. Em tên là Connie Ngô, thí sinh số 9. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges. My name is Connie Ngô. I'm contestant number 9, and the proverb I chose is Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh phong trắng lại trang nhị vàng phong trắng lá xanh, gần buồn và chẳng thôi tan mùi buồn. Nghĩa là hoa sen là một loại hoa mọc trong buồn rất hôi tanh, nhưng hoa sen vẫn đẹp, cao với và cao and quý. Ý nói là nếu chúng ta phải sống trong môi trường xấu, chúng ta phải cố làm cho tốt. Đừng cho môi trường đó ảnh hưởng mình. The proverb I chose today means to not let the ills of society affect you, but we should go raise above it and stand before it. Thank you. Contestant number 10, Thiên Giang Vũ. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges.
My name is Tian Trang Vu and I'm contestant number 10. Em xin kính chào quý vị và khán giả và ban giám khảo. Tên của em là Tian Trang Vu. Em là thí sinh số 10. Câu ca dao của em là Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Em nghĩ tình cha cao cả như ngọn núi Thái Sơn, là trụ cột của mái ấm gia đình, là tấm gương sáng cho con cái noi theo và nuôi dạy cho con cái nên người. Con của cha to lớn không có gì sánh bằng, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nghĩa là tình mẹ bao la như biển cả, như dòng nước chảy dài. Mẹ hy sinh cả cuộc đời mẹ để san sát cho chồng, cho gia đình và cho đàn con thân yêu của mẹ. Tình mẹ thiêng liêng cao đẹp không có gì sánh bằng. Để tỏ lòng biết ơn của cha mẹ, bằng cách em phải cố gắng học hành chăm chỉ cho thật tốt để không phụ lòng con nơi nuôi dạy của cha mẹ. Em xin hết. Contestant number 11, Ngọc Như Phạm. Before I answer my proverb, I would like to say good evening, judges, ladies and gentlemen. My name is Phạm Như Ngọc, and I am contestant number 11, Mystic Fest 2013. Trước khi em trả lời câu hỏi của em, xin kính chào quý khán giả và giám khảo. Em tên là Phạm Như Ngọc và em là thí sinh số 11. Câu hỏi được em chọn là con công mày sắc, con ngày nên kiêm. Câu hỏi này quan trọng với em, tại vì em tin rằng trong cuộc đời mình sẽ có những vất vả, những trở ngại và sẽ phạm sai lầm. Tại vì không có ai là hoàn hảo hết. Nhưng mà nếu mình phải phải lần đầu tiên, mình phải kiên trí, kiên nhẫn và chịu khó, tại vì một ngày mình sẽ đạt được và thành công những ước mơ mình muốn. My proverb translates to, if you have the patience to sharpen the steel, eventually turn into a needle. This proverb is important to me because I believe that throughout life we will all make mistakes and we will all encounter problems. But we have to realize that no one is perfect. Therefore, if you fail the first time, you have to continue striving, be patient, be persistent, because one day you will achieve greatness. Thank you. Contestant number 12, Aiden Unwin. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges. My name is Aiden Nguyen, contestant number 12. My favorite Vietnamese proverb is anh em muốn để là nhà, người dân khác họ vẫn là anh em. Em xin kính chào quý vị khán giả và ban giám khảo. Em tên là Aiden Nguyen, thí sinh số 12. Câu ca dao tục ngữ mà em thích nhất là anh em bốn bể là nhà, người dân khác họ vẫn là anh em. This quote essentially means that although we come from different backgrounds, different ethnicities, and we have different cultural beliefs, we all coexist together under the same sky. We should learn to treat everyone as if they are our own family members. As if they are our own family members. We can begin with small kind gestures like opening the door for strangers or standing up for someone who's being picked on. These small things might not change the world, but they definitely have the ability to change someone's frown into a smile. Unity begins with acceptance and toleration. There is you and I in unity, so when everyone truly loves and tolerates one another for who we are, that's when we can truly witness and experience cultural unity and diversity. Thank you. Câu nói này có nghĩa là dù cho chúng ta khác biệt về màu da hay là văn hóa, chúng ta đều chung sống trong một vũ trụ dưới một bầu trời. Khi chúng ta có thể yêu thương, thông cảm và chia sẻ lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, không mà sắc tộc và văn hóa. Contestant number 13, Ngọc Quy Dương. Good evening, ladies and gentlemen, judges. My name is Dương Ngọc Quy, and I am contestant number 13. Em xin kính chào quý vị và ban giám khảo. Tên của em là Dương Ngọc Quy. Em là thí sinh số 13. Câu ca dao của em là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Family has always been the most important thing to me. I believe that the bond between family is the strongest bond out there. I believe that the bond between family
is a bond that can never be replaced. The love you have for your friends and your spouse is a different kind of love you have for your family. The love you have for your family is an unconditional love. Friends will always come and go, but your family is forever. Amson, come on. Thank you. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, gia đình luôn luôn là điều quan trọng nhất đối với em. Em tin rằng tình cảm và sự đoàn kết trong gia đình đều là tình cảm thiêng liêng cao cả nhất. Contestant number 14, Jennifer An Kim Nguyen. Welcome, ladies and gentlemen. My name is Jennifer An Kim Nguyen. I'm contestant number 14, and please vote for me. Yes, right. Xin kính chào quý vị và ban giám khảo. Tên của em là Jennifer Nguyen. Em là thí sinh số 14. Xin chào quý vị. Jennifer, nghĩ rằng cái câu của Jennifer chim có tổ, người có tông là một câu đặc sắc, đặc biệt và phong phú. Cái tổ của con chim là cái nhà của con chim, mà cái tông là cái gia đình của mình. Dạ, mình nhớ. But the reason why that I picked my particular proverb, my proverb is loosely translated to in English to a bird has a nest and people have roots. The reason why I feel that this is a very special, special particular proverb is because without your family, without your heritage, you have nothing. It is just as important as having a home, having a family, having a nest, if you will. I am very, very proud to say that I am a Vietnamese American, and I'm very proud of my Vietnamese heritage, and I'm glad that you guys are here today to celebrate it, and thank you. Contestant number 15, last but not least, Michelle Vũ Hân Trần. Em xin chào quý vị và ban giám khảo. Em tên là Michelle Trần. Em là thí sinh số 15. Cao quý áo của em là tay làm hàm nhai. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges. My name is Michelle Trần, and I'm contestant number 15. My Vietnamese proverb is tay làm hàm nhai. I chose this proverb because I believe that it emphasizes the importance of hard work, and I believe that it's important to work hard for what you believe in, and my parents work hard every day just to put food on the table for me and to put me in school, and I believe that over the years they taught me to work hard for what I believe in, and that's a moral that I will always live by every day. And xin cảm ơn, thank you very much. Em chọn câu thanh ngữ này bởi vì nó đề cao tính quan trọng của lao động, kiên trì và chăm chỉ. Em tin rằng nếu không làm việc siêng năng, chúng ta sẽ không đạt được những thành quả của ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, that's conclude the Vietnamese proverb portion. Now that this round has ended, only 10 contestants will move on to the next round. As we tally up, welcome back to the stage our 15 lovely Miss VietFest contestants as we get ready our first round of elimination. Please give it up for our 15 contestants. We will now. We will now announce the top 10 ladies to move on to the next round. Ladies, are you nervous? Audience, what do you think? Are they nervous enough? Who would you like to go for the next for the top 10?
hearing a lot of numbers and a lot of participation, so this is very exciting. Our first round of elimination. Tao, if you could start out with us. The first contestant to move on to the next round is... contestant number one, Anvi Ngọc Nguyễn. Our next contestant is number three, Lizzie Vân Thi Nguyễn. Contestant number four, Vivian Hải Linh Bùi. Contestant number seven, Jake Phương Trần. Contestant number 10, Tien Chang Bu. Contestant number 11, Ngọc Như Pham. Contestant number 12, Aiden An Nguyen. Contestant number 13, All right, and the top and the last, but not least, contestant number, what do you think? Let's find out. Let's find out. Our contestant number 15, Michelle Jenbuhan. There you have it, ladies and gentlemen. Your top 10 Miss VietFest contestant. Please give these ladies a round of applause. Congratulations, ladies, for making it a step closer to the Miss VietFest 2013 crown. And now, ladies and gentlemen, we would like to announce the next portion of the program. That is the Ao Yai competition. Everyone, judges, please judge on how elegant, graceful, confident each contestant walk. Ladies, please show us how elegant you are in your Vietnamese Ao Yai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nắng hương trời mây, of the competition. This round, each contestant will have 30 seconds to answer the question they have chosen out of this bowl. Judges, please score each contestant on how well they answer the question, how you can emotionally connect with the contestant, and whether you believe the contestant spoke with confidence, poise, and power.
Contestant number 13, please come up. This is the question for contestant number 15. What is the best quality that Vietnamese parents can pass down to their children? Phẩm chất nào là quan trọng nhất mà bậc cha mẹ nên dạy cho con cái? Hi, I believe that the best quality that a parent can pass down to their children is respect. Respecting your elders has always been a very important thing in my family. Not only my family, but I believe that in the Vietnamese heritage, it is very important to respect your elders. Thank you. Tôi biết rằng ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, nhất là đối với tôi, mọi người phải cố gắng và để yêu thương cha mẹ. Họ là những người đã bỏ thời gian ra để giúp chúng ta và để có được cơ hội ngày hôm nay. Contestant number 10. Contestant number 10, your question is, to what extent, if any, do you feel your Vietnamese heritage has helped you in achieving your goals? Theo bạn thì trong văn hóa Việt Nam thì những bài học nào sẽ giúp đỡ bạn tiến tới trong cuộc sống? Em xin kính chào quý vị khán giả và ban giám khảo. Em xin trả lời. To me, I believe that motivation from my parents is what that is the most important to me in the Vietnamese heritage. I believe that motivation will keep me strong and will allow me to succeed in my dream in becoming a doctor. Em xin hết. Thank you. Contestant number 4. What skills would you like to develop to further or further develop so that you can make a difference in the world? Nếu được lựa chọn, em sẽ chọn sự thành công hay I'm sorry, let me rephrase the question again. Những cái kỹ năng nào mà cô muốn để được tạo thành để giúp cô tiến tới trong cuộc sống? Hello everyone. If I needed to improve a set of skills, I would like to improve my virtues. My parents already instilled in me a set of very strong virtues such as temperance and humility, but I feel that there is always room to improve, and with strong virtues, it will help you conduct yourself properly to everyone and also help you make good decisions, the right decisions. Thank you. Theo tôi thì những tính nết mà cha mẹ đã dạy là những cái bài học mà tôi muốn diễn tới trong cuộc sống để giúp chúng ta xã giao với mọi người. Đó là những cái tính nết của người Việt Nam mà chúng ta nên có. Contestant number 1. Contestant number 1, your question is, in this era of the emerging women, what do you think are the prime ingredients for success for a woman in today's world? Translation. Đối với em, tố chất nào là quan trọng nhất để trở thành người phụ nữ thành công trong xã hội hiện đại? Trước khi em trả lời, em xin chào quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo. To answer the question, I believe that the ingredients to make a successful woman in this day and age would be patience and confidence. Not only does she have to be sensitive to everyone's feelings as well as to everyone's different perspective, she must also be confident in her own self, in her own ideas. Thank you very much. Theo tôi, một cái
Cái sự tự tin của một người phụ nữ là một điều rất là quan trọng để chúng ta được tiến tới trong cuộc sống. Contestant number 3. The questions for contestant number 3 is, our parents and grandparents face many hardships in achieving the American dream. What impact does adversity have on you as a person? Trong cuộc sống, ba mẹ và những người lớn hơn đã có nhiều, đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thì theo bạn, những cái bài học đó, nó thay đổi bạn như thế nào? Well, to me, even though other people might be disheartened or discouraged by adversity, it strengthens me and makes me into a more capable person. I'm not afraid of failure because every time I fail, I learn to adjust and to learn from my mistakes. And this brings me closer to my goals. Thank you. Theo em thì những cái sự không thắng trong cuộc sống và những sự failures trong cuộc sống là những bài học tốt mà để chúng ta giúp chúng ta tiến tới, để làm cho chúng ta cố gắng nhiều hơn. Đó là cái phần chính của tôi. Contestant number 7. Question number 7. If you won the lottery and could donate that money however you wanted, what cause would you donate it to and why? Nếu bạn thắng lô tô thì bạn sẽ làm gì với cái tiền thắng đó? Tại sao? If I won the lottery and I have a chance to donate it to a cause, I would donate it to my own cause because I'd like to make a charity event where I can go back to Vietnam and help the kids who are hungry every day and who doesn't have a clean cup of water to drink. And I like to do it myself instead of giving it to something that, to somewhere that might go in places. Thank you. Nếu tôi thắng được tiền lô tô thì tôi sẽ dùng tiền đó để tôi tự giúp các em, nhất là các em mà không có nước uống. Contestant number 8. And the question for contestant number 8 is, many people would say that pageants are all about physical beauty. How would you respond to that? Theo bạn thì trong những cái môn hoa hậu thì chỉ có về vẻ đẹp mà thôi. Thì bạn có suy nghĩ gì về điều đó? Em xin kính chào quý vị khán giả và em xin chào ban giám khảo. Theo em, pageant is a beauty. Em nghĩ đúng là nếu mà thi hoa hậu thì đương nhiên mình phải có sắc đẹp. Nhưng cái vẻ đẹp của mình bên ngoài nó không quan trọng bằng cái vẻ đẹp bên trong, nhân cách của con người. Cũng giống như câu tục ngữ mà em chọn và ngay ban đầu, đó là cái nết đánh chết cái đẹp. Về ngoài vẻ đẹp, mình còn phải có sự thông minh và sắc sảo và giải quyết một vấn đề một cách rất là sáng suốt và sáng tạo. Em xin hết ạ. Of course, this pageant is all pageants are about beauty, but more importantly than that, we need to cultivate inner beauty, and that's the proverb that I expand on earlier today, and that's something that I want to continue to cultivate, the inner beauty as well as the physical beauty. Contestant number 11. Hi,
contestant number 11, if you could do anything to improve the Vietnamese community, what would it be and why? Nếu như em có thể làm gì để phát triển cộng đồng Việt Nam, em sẽ làm gì và tại sao? I would like to say good evening, ladies and gentlemen, before I answer my question. If I could do anything to improve the Vietnamese community, I would increase awareness. Because if you increase awareness, it will show everywhere, the United States, the world, that Vietnamese people are great and we should all be proud of it. It will make our community unite and become a greater unit. Thank you. Tôi muốn được giúp đỡ cộng đồng Việt Nam chúng ta để chúng ta cùng tiến tới trong cuộc sống tại Hoa Kỳ đây. Contestant number 12. And the question for contestant number 12 is, what are you most proud of as a Vietnamese American? Điều gì làm cho em tự hào nhất với tư cách là người phụ nữ Việt Nam sống trên đất nước Hoa Kỳ? I am definitely most proud of being more independent than my counterpart in Vietnam. If I were still living in Vietnam right now, I would be sheltered by my aunts and my mother. I would have my own driver license, drive my own car, pay for my own insurance, and paying for my own school. I have the opportunity to enter the professional world and not be afraid to step out of my shell. I am definitely most proud that I get to be the chance to be independent. Thank you. Cái điều mà quan trọng đối nhất với tôi là có được tự do sống nơi trên đất nước Hoa Kỳ này. Mình muốn làm gì, mình muốn tiến tới trong cuộc sống, đó là đối với từ bản nhân của chúng ta. Our last contestant, 15. The last question for this round is, more and more women are obtaining leadership roles. However, women are still underrepresented in many fields. What do you think we should do to encourage women to take up more leadership roles? Có rất nhiều phụ nữ, nhất là Việt Nam, phụ nữ Việt Nam chúng ta được tiến tới trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Thì theo cô, những cái điều gì mà chúng ta nên làm để giúp phụ nữ Việt Nam chúng ta có được thêm kỹ năng lãnh đạo? I believe that we should start in the small companies and start mentorship programs where we have kind of like a little sister, big sister program where when we women, we mentor each other to stay strong and to never give up on what we're doing because that with hard work and perseverance you can never lose, and even win or fail, you can never really fail, you always win as long as you try your hardest. Thank you very much. Những người phụ nữ, đối với nhất là những người phụ nữ Việt Nam, chúng ta cần phải cố gắng hơn và chúng ta còn phải đoàn tụ với nhau để giúp những chị em lớn, giúp các chị em trẻ để chúng ta cùng tiến tới trong cuộc sống. Ladies and gentlemen, these are really, really hard questions, and the contestant answer them. And so please give them a round of applause for their answers. Thank you, contestants. Ladies and gentlemen, and at this time, we're going to move on to the next part of the program where we welcome our top 10 Miss VietFest contestants back to stage.
diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine. The judges have chosen five contestants to move on to the final round of the competition. How are we feeling, ladies? Audience, what do you think? Wow, I hear so many numbers there. So much enthusiasm. Let's hear that again. Can we do that again, please? Ladies, did you hear your number? Were you able to pick that out in the crowd? Are you ready for your for the selection? In no particular order. The first contestant to move forward to top five round is contestant number three, Liz Van Thuy Nguyen. Contestant number 12, Aiden Nguyen. Contestant number 1, Ngao Can Vi. Contestant number 10, Dien Jiang Wu. And last but not least, what do you think, ladies and gentlemen? What number? Contestant, are you excited to hear your number? Last but not least, contestant number 13, Ngao Quyen Yung. Ladies and gentlemen, we present you the top five finalists of Miss Viet Fest 2013. Please give a round of applause. Soon enough, we will find out who of the five ladies will be crowned Miss Viet Fest 2013. In this round, the contestant has 1 minute to answer their chosen question. So this is the top five Q&A section, which will be read by one of our five panel of judges. And on the card here, it will have a number, and the judge will read the corresponding questions. Judges, are you ready? Yes! The judges have been waiting for this moment. Again, judges, please score each contestant on whether they answer the questions, if the answer was intelligent, meaningful, and if the contestant seemed confident in her answer. Let's begin the final round of Miss Viet Fest competition. For contestant number 10, the question will come from Judge Don Hu Den. Okay. As an American Vietnamese living in the US, English is predominant language. What would you do to ensure that the Vietnamese language survive in this environment? Theo cô thì làm sao chúng ta promote and protect the Vietnamese language in these days and age? Em xin kính chào quý vị khán giả và ban giám khảo. Em xin trả lời. To me, in order to keep the Vietnamese language alive, I would like to pass it down to my grandchildren and my daughters and sons in the future, because my parents and grandparents have taught me Vietnamese since the day I was born.
And in order to keep the Vietnamese language alive, I've been speaking it every single day. Even though I'm at school with my friends, I still try to communicate in Vietnamese with the best that I can so that this language will continue to live in the future and forever. Thank you. Tiếng Việt là một văn hóa rất là quan trọng trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Vì vậy, tôi muốn mỗi ngày đều thực tập nói tiếng Việt, tuy rằng rất khó khăn, nhưng khi nói chuyện với các bạn thì tôi muốn dùng tiếng Việt để chúng ta trao dồi văn hóa và tiếng Việt Nam của chúng ta. Contestant number 12, your question will come from Judge Ashley Bulch. We are becoming more and more advanced in technology and everything is becoming more digital. Do you think that changes facilities or hinders our connection to each other and ultimately the connection to your own heritage? I definitely believe that technologies help enhance our communication because through social media, this is how the event was promoted. VietFest was promoted through Facebook and more than word of mouth. Therefore, I believe that technologies can connect us and help us enhance our heritage. Thank you. Tôi muốn dùng technology để trao dồi văn hóa và để connect với những người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Quý vị đã biết, ngày hôm nay VietFest là cũng promote qua technology. Vì vậy tôi tin rằng technology có và sẽ ảnh hưởng rất tốt để trao dồi văn hóa Việt Nam. Contestant number 3, your question will be read by Judge Tony Lay. Good evening, ladies and gentlemen. Contestant number 3, how are you? I'm good. Your question is, what is the biggest challenge for Vietnamese Americans' youth, and how do you improve this? I think the biggest challenge for Vietnamese American youth is definitely keeping in touch with our culture. Because as the generations go on, it is very easy to forget Vietnamese and to get caught up in like American culture and forget about what is Vietnamese. But I think it's really important for us to remember this and to teach this to our children. Because there is, I think, a generation gap of culture and language that we need to close in order to unite our community. Thank you. Cái điều khó khăn nhất đối với các bạn trẻ Việt Nam chúng ta đó là connect giữa những người và chúng ta và trao dồi những văn hóa Việt Nam. Và tôi tin rằng chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn để trao dồi văn hóa và pass on from one generation to the next. Contestant one, your question will be read from Ms. Nancy Park. What is the most important Vietnamese tradition and custom to you and why? To me, the most important Vietnamese tradition and custom is being able to respect our elders, especially in our family. Growing up, my roots have always laid in my family, my parents and my grandparents, and they have instilled many, many different stories growing up, as well as different traditions. For example, Tết Trung Thu and Tết, and I'm so happy that my parents have
introduced me into the community and given me opportunities to spread that joy and that culture to everyone else as well. Thank you. Điều quan trọng là chúng ta phải yêu thương ba mẹ và những người bề trên vì họ đã cố gắng rất khó để cho chúng ta mới có được ngày hôm nay. Contestant number 15, your question will be read by Chris Zhu. Good luck, number 15. My question is, we recognize there is a generation gap within the Vietnamese community. What can we do to ensure the younger generation carry on our traditions and customs that have been passed down to us? Hi everybody. I do believe there is a generation gap between the elders and the youth. I believe that we can enforce or create more schools that teach the youth Vietnamese. Because I know that there is one school around here that do teach the youth Vietnamese, and there is all sorts of different grades. Even if you don't know Vietnamese that well, they'll teach you from like very scratch to until the point where you're very fluent in it. Thank you. Ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có nhiều khó khăn giữa các bậc bề trên và các giới trẻ. Cái điều quan trọng mà tôi muốn nói rằng là chúng ta cần phải có thêm các trường học để giúp các bạn trẻ Việt Nam chúng ta học tiếng Việt để chúng ta trao dồi và connect với lại các bậc bề trên trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. And that concludes our top 5 Q&A portion of the competition. Do you guys know who the winner is going to be? All right, well, the judge is going to have a very hard task of tallying up the score and produce the final result. So stay tuned. One of these ladies are going to be Miss VietFest 2013. You do not want to miss this segment. Thank you, contestants. Top 10 finalists, please make your way to the stage. Có lost AT&T phone là đây bàn DJ để lấy lại nha. Quý vị nào có lost telephone, quý vị nào có lost telephone trở lại bàn DJ để nhận lại nha. AT&T. Ladies and gentlemen, it's not easy being a contestant. And I have to tell you this. I've been to a couple rehearsals and I have to tell you that these contestants have worked very hard, put in many, many, many hours of practicing, rehearsing, attending workshops, and researching proverbs, understanding the culture, and being able to be here in front of hundreds of people answering very tough questions. I mean, they did a wonderful job, don't you think? Let's give another hand for these contestants tonight. Job well done, ladies, and please provide them with flowers, volunteers. These beautiful flowers were provided by Eden Flores. Thank you for your generosity. Yeah.
Ladies and gentlemen, please again give a round of applause for our top 10 contestants for their great work. At this time, we will move on to the final round. Please welcome our top 5 Miss Viet Fest contestants. Top 5 contestants, please come up to the stage. They look lovely, ladies and gentlemen. Are you excited to find out who's going to be the winner tonight? All right, we're going to wait on that a little bit. I'm going to bring in the Miss Viet Fest 2012 Royal Court, Miss Nancy Nguyen, the photogenic Viet Fest. Your second princess, Go Tai Hung Elizabeth Nguyen. The first princess, Go Ngao Pue Ma. Miss Viet Fest 2012, Go Ngao Hua Boy. First, we would like to announce your Miss Photogenic Viet Fest 2013. Miss Photogenic was determined by your Facebook votes on Miss Viet Fest Facebook page and through the pageant committee votes of each contestant, headshot and body shot. Ladies and gentlemen, are you ready for Miss Photogenic? Miss Photogenic of Viet Fest 2013, number 7, Jade Phuong Chan. Princess Viet Fest 2013 is number 3, Lizzie Von Tingwen. First Princess Viet Fest 2013. Number 13, Ngao Quy Duong.
ladies, how do you feel? We are nervous for you too. I'm standing over here and everyone is talking. Are we ready? This is it. This is the moment that we've all been waiting for. Miss VinFest 2013 is contestant number one. And there you have it, your new Miss VFX 2013 Queen and Royal Court. Gentlemen, there you have it, your new Miss VFX 2013 Queen and Royal Court. Thank you for being part of the program and for your participation. We hope you had a great time today, and please keep in touch and see what our new Royal Court has in store for us this year. And we'll see you next year to find out who Miss VFX 2014 is. Thank you, everybody. Good night. Good night. Oh,
end the program, we would like to thank our sponsors. Without their generous contributions, this event could not have happened. And this year's Miss Viet Fest pageant sponsors include Veracity Engineering, Sang Chun Hung Dang Doctor Office, 24/7, Rick Nguyen, and DuPont Jewelry. As well, we have the prize donors, Mary Kay Cosmetic, Novo Smiles, and Healthy Mind Nutrition. And at this time, let's meet the judges. They have the difficult task of determining the beautiful ladies this evening. Out of 15, which one are going to be the winners tonight? We have our first judge, Tony Lei. Tony Lei, Mr. USA United Nations International, comes from the great state of Minnesota. Currently, he works as a flight attendant at Compass Airlines and is a proud board member of the Miss and Mrs. Corporate America organization, a pageant system that empowers women in business. He has a background in modeling, cosmetology, family social science, and family violence prevention. He continuously provides service to his people, communities, and the world as a whole. Mr. Duan Lei, Mr. USA United Nations International, Minnesota. Hiện anh đang là một phi hành đoàn của hãng hàng không Compass Airlines và là thành viên danh dự của Miss and Mrs. Corporate America Organization, là một tổ chức tiên phong vì quyền lợi của phụ nữ trong lãnh đạo lĩnh vực kinh doanh. Anh ấy có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như biểu diễn thời trang, mỹ phẩm, khoa học xã hội và phòng chống bạo lực trong gia đình. Anh đang phục vụ không ngừng nghỉ cho đồng bào, cho cộng đồng và cho cả thế giới nói chung. Chúng ta có bà Ashley Bosch. Ashley Bosch was crowned Miss DC 2011. She went on to compete in 2012 Miss America pageant. At the competition, she was awarded the very first John Curran Interview Award for her public speaking abilities. Since giving up on the crown in 2012, Ashley has stayed involved in the community and is a member of the philanthropic group Sipwich Socialites. She's currently engaged to the real estate developer Michael Darby and is planning a wedding in 2014 in Jamaica. Bà Ashley Bosch được vinh danh là Miss DC 2011 và tham dự cuộc thi Miss America năm 2012, nơi cô được trao tặng giải thưởng John Curran for her abilities in public speaking. Next, please meet Miss Nancy Nguyen. She is the first generation American trilingual entrepreneur and the author of The Networking Diary. She has been quoted in the Wall Street Journal, Forbes.com, Huffington Post, and Inc.com. After earning a degree in Spanish at NC State University, Nancy established her career at the Chicago White Sox and the city of Chicago while earning her MBA from DePaul University. She studied business in Japan and Peru, and as a business owner and Miss Corporate America in 2012, she works to inspire entrepreneurs. Nancy Nguyen là một trong những hương nhân nói ba tiếng thế hệ đầu tiên của Hoa Kỳ và là tác giả của cuốn sách The Networking Diary. Cô được nhắc đến trên những tờ báo lớn như The Wall Street Journal, Forbes.com, Huffington Post và Inc.com. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tây Ban Nha ở NC State University, Nancy bắt đầu sự nghiệp ở Chicago White Sox và thành phố Chicago, cùng lúc đang theo đuổi bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở DePaul University, là một nhà kinh doanh thành công và là Miss Corporate America năm 2011. Cô là tấm gương cho những nhà kinh doanh trẻ. Next, we have Miss Chris Hu. Chris Hu is president of Pacific Culture International, executive director of Pacific Miss Asian American Beauty Pageant, executive director of Asian American Chambers of Commerce, and co-executive director of the United States China Association of Commerce. Chris Hu là tổng giám đốc của Tổ chức Văn hóa Thái Bình Dương Quốc tế, giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Á Châu Thái Bình Dương Hoa Kỳ và giám đốc điều hành phòng thương mại Á Châu Thái Bình Dương. Thank you, Chris. And last but not least, our final judge is Mr. Duan Hu Din. He's the chairman and president of the Vietnamese American community, Washington, D.C., Virginia, and Maryland, involving in all activities related to the Vietnamese American residents of this area. He's also well known in the U.S. as well as overseas
by the veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces. Currently, he coordinates and consolidates the operations of all the associations who wish to make this Vietnamese-American community a close-knit organization. He is married, has two married daughters, and four grandchildren. He is retired from the U.S. Department of Justice and is currently living in Virginia. Ông Đoàn Hữu Định là chủ tịch cộng đồng người Mỹ gốc Việt, vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland, D.C. and Virginia. Ông là cựu binh lực lượng. Ông là cựu lĩnh vực cựu binh lực lượng quân đội Việt Nam Hoa Kỳ. Let me try that again. Ông là cựu binh lực lượng quân đội Việt Nam Hoa Kỳ. Hiện ông đang điều phối hoạt động của tất cả nhu cầu của các hội đoàn để đem đến sự thành công cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Hiện ông ở cùng vợ, có hai người con gái đã lấy chồng và bốn cháu ngoại. Ông đã nghỉ hưu sau một thời gian làm việc cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và đang sống tại Virginia. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for our judges. And as you can see, we try our very best to communicate both in English as well as Vietnamese. That's part of our cultural. So we both standing up here. It's very hot, but we want to recognize our important judges, but especially they are role models in our community. So thank you so much. Miss VietFest Director, Cô Thái Hương Elizabeth Nguyễn. Vị khán giả và giám khảo, em tên là Elizabeth Thái Hương Nguyễn. Nhiều người biết em là tên bằng Lê Nguyễn. Em làm chương trình cho Miss VietFest cho 2013. Em muốn lấy cái điều này để cho cảm ơn mấy người mà giúp em để tôi làm cái chương trình này. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Thái Hương Elizabeth Nguyễn. Many people call me Liz for short, as you know. And I am the Miss VietFest 2013 pageant director. I would like to take this time to personally thank our pageant sponsors and donors. Without your generosity, we would not have been able to put on the show and able to give out our scholarship prizes. Our sponsors, I would like to thank Veracity Engineering, who is our biggest sponsor, Bác sĩ Sang Trần and Hương Đăng Doctor Office, 24/7 and DuPont Central Jewelry. And our photography and prize sponsor, thank you to Glamour Photo Studio and Cherry Blossom Films. They've taken those pictures that you see in the program booklet on our Facebook and our website and our videos. Our floral sponsor is from Eden Florist, which you can see. They have these beautiful flowers up on stage. And our prize donors, thank you for Mary Kay Cosmetics for providing facials and goodie bags, Novel Smiles for goodie bags, contests, and massages for the Royal Court, and Healthy Mind Nutrition. Thank you for providing beauty and health consultations for Miss VietFest winner. I also want to give a special thank you to Falls Church Pharmacy for our donation, Bác sĩ Anna Kang Lee, our OBGYN practice for donation, Doris McMillan of McMillan Communication, she provided a public speaking workshop for our contestants, and Maggie Smith and Pega Fareed. And I would like to thank the judges for taking their time today and making the hard decision of who will be the next Miss VietFest. And I was lucky to receive lots of help on this journey of playing this pageant, and I would like to thank them really quickly. Miss Ngọc Huệ Võ, Ngọc Hoa Bùi, Eric Jaw, Anthony Nguyen, and Edmund Guthera, and also my fellow Novel board members for your support and faith. And I want to quickly say something, because I know you guys want to know who the winners are. My goal for the pageant is to empower our Vietnamese community, and particularly our women. And we will continue to encourage young women to be fearless and to encourage them to welcome leadership roles with open arms. And this takes a whole community, and this does not only count towards the winners. And so I want you two to be a part of this and grow with us. So please continue to follow us on our journey by visiting Facebook, Miss VietFest. Please search that, and vietfest.com/pageant. Together, we can make the brilliance of the Vietnamese people shine even brighter. Thank you so much for coming out.